Xin kính chào quý vị, Hải Cát Minh đang có mặt ở show diễn The Smile of Angkor, nụ cười Angkor, Siem Reap, Campuchia tối ngày 27 tháng 3 2018. Trước khi show diễn bắt đầu thì cho mình quay phim, tranh thủ quay quý vị xem cái sân khấu bên trong. Tới hết pin rồi, sáng mai tới mới quay được. Show này khái quát lại toàn bộ lịch sử Vương quốc Campuchia, đặc biệt là lịch sử xây dựng Angkor trở thành di sản văn hóa thế giới của nhân loại, kỳ quan thế giới. Và đạo diễn đó chính là ông Trương Nghệ Mu, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc vậy. Và ứng dụng không chỉ màn hình mà nghệ thuật 3D, rồi có diễn viên phụ họa trước những cái phong cảnh màn hình hỗ trợ, màn hình LED đó. Có tấm thác, có nhà sư, có cảnh sinh hoạt cuộc sống của người dân Khmer truyền thống, làm kết hợp với đèn laser, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, các hoạt động. Show diễn thu hút rất nhiều khách du lịch khi đến Siem Reap. Và ngày mai tham quan Angkor, tối nay coi show này sẽ hiểu được cái cách xây Angkor, ý nghĩa của Angkor, và nó làm cho chương trình ngày mai tham quan mình giống như được học trước lịch sử Angkor gì. Mình sẽ cảm nhận, enjoy được cái Angkor, thấu hiểu Angkor, xứng đáng với công lao tiền của mình bỏ đi qua đây cái gì. Và show này giá vé là 25 đô một người gì, thời gian diễn khoảng 80 phút. Và có phụ đề tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt. Họ sẽ khái quát được các cái tiểu cảnh để mình xem, mình hiểu lịch sử xuyên suốt của đế chế Phù Nam, Chân Lạp, Campuchia ngày nay gì. Sân khấu sức chứa hơn 1000 người à. À, và trung tâm của sân khấu đó là nụ cười Angkor vậy, The Smile of Angkor. Ok, thank you. Hẹn gặp lại video clip tiếp theo nha.